Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với tập 2 của series 1 tháng học tiếng Anh giao tiếp phản xạ của VLight. Series đầu tiên tập trung vào việc thực hành giao tiếp. Mình tin là sau 1 tháng các bạn sẽ tự tin giao tiếp với người nước ngoài trong hầu hết các tình huống trong đời sống. Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu này thì các bạn nhớ phải làm hết đầy đủ tất cả các bài tập sau mỗi lesson. Và thứ hai là các bạn hãy nhanh chóng subscribe kênh để đón xem phần kết quả cũng như là những bài học mới nhé. Trong tập đầu tiên thì chúng ta đã học về cách nói về quê hương của mình. Với những bạn chưa xem video này thì các bạn hãy nhanh chóng quay lại để xem đi nhé. Còn với những bạn đã xem rồi thì mình không biết là các bạn đã làm đầy đủ bài tập chưa nhỉ? Thôi rồi, cứ biết như vậy đã. Còn bây giờ chúng ta hãy cùng nhau chuyển sang chủ đề mới của ngày hôm nay, đó là chủ đề nghề nghiệp trong khóa tiếng Anh giao tiếp cơ bản của chương trình E-Light Online nhé. Let's go! Sandy, nice to meet you. Hi Sandy, my name is Alice. Nice seeing you too. Yeah, so Alice, what do you do? Oh, I'm an accountant. I work for E-Light. So what about you? What do you do for a living? I'm a freelancer. I work for so many companies. Sounds nice. Oh, it's late. I gotta go now. Okay, so bye for now. Yes. I'll talk to you soon. Okay, see you. Bye. Để hỏi về công việc của người đối diện thì ta sẽ có hai cách hỏi thông dụng nhất. Cách thứ nhất sẽ là What do you do? Và cách thứ hai sẽ là What do you do for a living? Nào các bạn hãy đọc cùng mình lại hai câu hỏi này nào. What do you do? What do you do for a living? Để trả lời cũng như nói về nghề nghiệp của mình thì ta sẽ sử dụng mẫu câu am cộng với cả mạo từ a hoặc an cộng với cả nghề nghiệp. Nhiệm vụ của các bạn ở đây là hãy tìm ra nghề nghiệp của mình bằng tiếng Anh như thế nào nhé. Với những từ vựng chỉ nghề nghiệp cơ bản như kiểu là student, doctor, teacher hay là driver thì quá phổ biến và ai cũng biết rồi. Còn trong bài ngày hôm nay thì mình sẽ giới thiệu thêm cho các bạn những từ vựng về nghề nghiệp phức tạp hơn một chút. Như kiểu là engineer là một kỹ sư này, hay là accountant là một kế toán này. Hay nếu bạn sở hữu một doanh nghiệp thì bạn sẽ là một entrepreneur, tức là một doanh nhân. Còn nếu bạn là các bà, các mẹ hay ngồi ở nhà xem cô dâu 8 tuổi thì chắc chắn các bạn sẽ là những housewife, những bà nội trợ. Còn trong xu thế ngày nay mình thấy các bạn trẻ thường không thích làm trong công ty lắm, mà thích ra ngoài chạy các dự án, thì các bạn trẻ này sẽ là các freelancer, những người làm việc tự do. Khi được hỏi bạn đang làm gì mà bạn chỉ trả lời là tôi là giáo viên hay tôi là bác sĩ thì nghe có vẻ hơi ngắn đúng không? Mình chắc chắn một điều là người hỏi muốn nghe thêm nhiều thông tin nữa từ bạn đấy. Vì thế nếu bạn đã đi làm rồi thì mình sẽ sử dụng mẫu câu là I work for cộng với cả tên công ty hoặc tên người để chỉ nơi hoặc người bạn đang làm việc cho nhé. Ví dụ mình là giáo viên và mình đang làm việc cho E-Light thì mình sẽ nói là I'm a teacher, I work for E-Light. Hay nếu mình là một kỹ sư và mình làm việc cho ông David chẳng hạn thì mình sẽ nói là I'm an engineer, I work for Mr. David. Nếu các bạn là sinh viên thì các bạn không thể nói là mình đang làm việc cho ai được đúng không? Mà mình sẽ phải nói là chuyên ngành học của mình là gì? Và mình sẽ sử dụng mẫu câu là I major in cộng với cả tên chuyên ngành. Và nhiệm vụ của chúng ta ở đây là hãy tìm ra tên chuyên ngành của mình trong tiếng Anh là gì nhé. Ngay bây giờ thì mình sẽ cung cấp cho các bạn một số từ vựng với chuyên ngành cực kỳ phổ biến để các bạn tham khảo này. Nếu các bạn đang học trong ngành giáo dục thì tên chuyên ngành của các bạn sẽ là Education. Ngành Y sẽ là Medicine. Ngành kỹ thuật sẽ là Engineering. Ngành kế toán sẽ là Accounting. Ngành kinh tế sẽ là Economics. Còn đố các bạn, Information Technology là gì? Nào, chúng mình hãy cùng phân tích nào. Information là thông tin và Technology là công nghệ. Vậy thì đây sẽ là chuyên ngành công nghệ thông tin, hay còn gọi tắt là chuyên ngành IT đó các bạn. Ví dụ, trong trường hợp mình là một sinh viên của trường Kinh tế Quốc dân, vậy thì chắc hẳn chuyên ngành học của mình sẽ phải là kinh tế đúng không? Và mình sẽ nói là I'm a student at National Economics University. I major in economics. Bây giờ các bạn đã biết các từ vựng quan trọng cũng như là các mẫu câu được dùng trong đoạn hội thoại rồi đúng không nào? Vậy thì chúng ta sẽ sử dụng phương pháp shadowing, tập đọc theo lời thoại của các nhân vật trong đoạn hội thoại vừa rồi nhé. Hi, I'm Sandy. Nice to meet you. Hi Sandy, my name is Alice. Nice seeing you too. Yeah, so Alice, what do you do? Oh, I'm an accountant. I work for E-Light.
So what about you? What do you do for a living? I'm a freelancer. I work for so many companies. Sounds nice. Oh, it's late. I gotta go now. Okay, so bye for now. Yes. I'll talk to you soon. Okay, see you. Bye. Để nói sâu hơn về công việc của mình thì mình hãy nói về những nhiệm vụ mình đang phụ trách bằng mẫu câu là I'm responsible for hay là I'm in charge of. Và các bạn chú ý động từ đằng sau sẽ ở dạng verb ing nhé. Nhiệm vụ của chúng ta ở đây là hãy tìm ra các nhiệm vụ của mình và để nó ở dạng verb ing thôi. Ví dụ, mình đang làm bác sĩ và nhiệm vụ của mình là chăm sóc bệnh nhân thì mình sẽ nói là I'm responsible for taking care of patients. Còn nếu mình là một accountant, một nhân viên kế toán thì đương nhiên nhiệm vụ của mình sẽ là làm việc với những con số đúng không? Vậy thì mình sẽ nói là I'm in charge of dealing with numbers. Ngoài ra thì các bạn cũng nên thể hiện thái độ của mình đối với công việc để thể hiện rằng mình rất là đam mê và yêu thích công việc đó. Ngoài các cấu trúc quá phổ biến như kiểu là I like hay là I love my job thì trong bài ngày hôm nay mình sẽ cung cấp thêm cho các bạn hai mẫu câu nữa cũng phổ biến và cũng rất hay nữa. Mẫu câu thứ nhất sẽ là I'm passionate about my job because. Và cấu trúc thứ hai sẽ là I find my job interesting because. Các bạn nhớ lại thêm lý do vào sau because nhé. Ví dụ này, trong trường hợp mình là giáo viên và mình rất là yêu thích công việc của mình bởi vì mình có thể truyền cảm hứng cho học sinh học tiếng Anh chẳng hạn, thì mình sẽ nói là I'm passionate about my job because I could inspire my students to study English. Còn nếu mình là kỹ sư và mình cảm thấy rất là tự hào bởi vì mình có thể làm cho thế giới này trở nên hiện đại hơn thì mình sẽ nói là I find my job interesting because I could make the world more modern. Cuối cùng, để thể hiện sự quyết tâm cũng như là tự tin khẳng định vị trí nghề nghiệp của mình thì ngay bây giờ chúng ta hãy cùng đặt ra mục tiêu nghề nghiệp trong tương lai với mẫu câu là I'll be cộng với vị trí mong muốn trong bao lâu nữa. Hoặc cấu trúc thứ hai sẽ là I see myself as cộng với vị trí mong muốn trong bao lâu nữa. Nhiệm vụ của chúng ta ở đây là hãy tìm ra những vị trí mong muốn của mình trong tương lai bằng tiếng Anh là gì nhé. Mà đã mơ thì phải mơ cao hơn một chút. Vì vậy, ngay bây giờ mình sẽ cung cấp cho các bạn một số từ vựng với các vị trí cao cấp trong công ty này. Bạn có thể là một team leader, một trưởng nhóm, hay là một manager, một nhà quản lý. Thậm chí bạn có thể là một director, một giám đốc, hoặc là một CEO, một giám đốc điều hành. Ví dụ, mình nói là I'll be a team leader in 2 years. Tức là mình muốn trở thành một trưởng nhóm trong 2 năm nữa. Còn bạn thì sao? Còn bây giờ thì mình hãy xem các bạn ở Elite nói gì về nghề nghiệp bản thân của mình nhé. Bạn là người mất gốc tiếng Anh và đang tìm kiếm giải pháp cho bản thân, hãy tham gia ngay chương trình học tiếng Anh toàn diện của Elite như dưới đây nhé. Ngoài các video bài giảng hàng ngày trên kênh YouTube của Elite Learning English, các khóa học online của Elite cũng cung cấp vô số bài tập luyện tập và bạn có thể học được ở bất cứ nơi đâu. Ngoài ra, khóa học trực tiếp với giảng viên 1-1 cũng là giải pháp cực kỳ hữu ích đối với các bạn. Chúc các bạn sẽ thành công với hệ sinh thái tiếng Anh toàn diện của Elite Online nhé! Hi, what do you do? I'm a housewife. I work for my family. And I'm responsible for preparing all the meals and taking care of my family members. Do you love your job? Yes. I'm passionate about my job because I love my family so much. What's the job target? I see myself as a superwoman in 2 years, and I will try my best. Hi, what do you do? Hi, I'm an engineer. I work for Acura Technology, and I'm in charge of coding and building the server for the company's website. Do you like your job? Yes, I find it really interesting because I like to make things more convenient to all the people. And what's your job target? I'll be a team leader in 1 year and I will try my best.
còn bây giờ thì như thường lệ các bạn hãy trả lời những câu hỏi dưới đây và comment xuống phía dưới nhé. Và đừng quên là hãy đăng ký theo dõi kênh YouTube của Elite để được các giảng viên của Elite chữa câu trả lời cho các bạn, cũng như là nhận được thông báo về video mới trong series này. Bởi vì tuần sau chúng ta sẽ được gặp gỡ Mr. Ben với một chủ đề cực kỳ thú vị không kém chủ đề tuần này. Và các bạn hãy đoán xem đấy là chủ đề gì nhé. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt.